Là phụ nữ, bạn phải học cách tuyệt tình. Cái gì nên giữ thì hãy giữ, còn cái gì nên vứt bỏ thì đừng tiếc nuối mà níu kéo nó lại làm gì. Bạn phải học cách sống kiên cường, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù bầu trời trước mắt bạn dường như sụp đổ, thì bạn vẫn có thể tự mình vượt qua một cách mạnh mẽ nhất. Tự mình cười cho mình xem, tự mình khóc cho mình nghe. Là phụ nữ thì bạn phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình. Nếu bạn không tự yêu bản thân mình thì bạn cũng không thể làm được điều đó với ai, đồng nghĩa với việc bạn không thể mong mỏi người khác sẽ làm điều này với bạn. Bạn hãy tự chủ động cuộc sống của mình. Phụ nữ muốn hạnh phúc, trước tiên hãy làm chủ bản thân mình. Đừng để chính mình phải phụ thuộc vào người khác. Đừng chỉ biết làm cây tầm gửi. Đàn ông sinh ra để che chở, bao bọc cho người phụ nữ, nhưng lại không phải là cây cao bóng cả để người khác cứ dựa dẫm mãi. Bạn hãy cứ mặc kệ mọi lời thị phi. Bạn nên lắng nghe những điều người khác nói về bạn, nhưng đừng lưu tâm về chúng. Bởi vì miệng lưỡi thế gian mà, nó là thứ có thể sát thương những ai yếu đuối. Là phụ nữ thì chúng ta càng cần phải mạnh mẽ để những điều tiếng thị phi không gây ảnh hưởng cho cuộc sống của mình. Bạn cũng đừng nên cố tỏ ra mình đáng thương hay yếu đuối. Biết là phận liễu yếu đào tơ, phận nữ nhi chân yếu tay mềm cần chở che và bao bọc. Nhưng cái chúng ta cần là một người đến với sự quan tâm thành thật, chứ hay một kẻ qua đường quỳ gối để cầu xin họ bố thí cho một ít tình thương. Là phụ nữ thì bạn hãy dừng ngay việc so sánh bản thân mình với người khác. Bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi nếu cứ đem bản thân mình so sánh với người khác. Mỗi người đều có những đặc điểm thu hút riêng. Bạn hãy trân trọng chính bản thân mình. Đừng nghĩ rằng bạn thua kém ai và buồn lòng vì điều đó. Bạn cũng đừng tự ôm công việc vào người. Trong cuộc sống, dù là phái mạnh hay phái yếu, ai cũng có những phần việc riêng của mình. Công việc là vô tận. Cho dù bạn có làm cả ngày, cả đêm, ngày này qua ngày khác, đến hết đời vẫn còn việc. Nhưng nếu là người phụ nữ thông minh, muốn được hạnh phúc, thì bạn nên biết cách dung hòa cuộc sống với công việc. Đừng ôm vào mình hết, và rồi bạn lại bắt bản thân mình phải gồng gánh lên lưng hết cái phần việc của người khác. Là một người phụ nữ, bạn cần trân trọng sức khỏe của mình. Nhiều người phụ nữ khi thất tình thường hủy hoại bản thân mình bằng cách bỏ ăn, hút thuốc, uống rượu. Nhưng những điều này chỉ khiến bạn tệ hơn thôi. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình, đó cũng là cách để có được hạnh phúc. Việc bạn thừa cân hay ăn uống không đủ chất có thể tác động tiêu cực lên tâm trạng của bạn. Thêm nữa, tập thể dục cũng sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mang lại cảm giác hạnh phúc. Bạn phải học cách lãng quên quá khứ. Bạn không thể cứ mãi đắm chìm trong những ngọt ngào của một thời đã qua. Dù cho nó có ngọt ngào tới mấy, đẹp đẽ đến đâu, thì bạn vẫn mãi chẳng thể quay lại được. Quá khứ chỉ là những điều đã qua không thể thay đổi. Quan trọng là bạn phải làm gì để tương lai còn tuyệt vời hơn quá khứ. Bạn phải học cách từ bỏ. Trên đời có những thứ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Dù bạn có giành giật, lôi kéo hay sống chết vì nó, thì nó cũng sẽ chẳng là của bạn. Vậy thì tại sao bạn phải tự hủy hoại hạnh phúc bản thân để theo đuổi những thứ vô nghĩa đó? Bạn hãy mỉm cười chấp nhận, đón chào ngày mai. Bạn có thể không giàu có, nhưng nhất định bạn phải làm ra tiền. Không có gì đau khổ và thảm hại hơn một cuộc sống phụ thuộc vào người khác. Có thể bạn không phải là người xuất chúng để kiếm tiền như người khác, nhưng khi bạn làm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của bạn, trí tuệ của bạn, thì người khác không thể xem thường bạn. Và đó chính là cách duy nhất để phụ nữ được tôn trọng và đối xử một cách công bằng. Là người phụ nữ, có thể bạn rất yêu người đàn ông hiện tại. Người đó có thể là chồng, có thể là bạn trai. Yêu thì yêu, nhưng đừng để cảm xúc của mình bị lệ thuộc quá nhiều. Phụ nữ luôn cuốn vào bi kịch khi không kiểm soát được hai vấn đề, tiền và tình. Yêu hết mình không sai, nhưng phụ nữ luôn nên nhớ một điều:
bài học tốt nhất cho cuộc đời là không bao giờ để trứng vào một giỏ, nhất là trong tình yêu. Yêu thương luôn là một bài học, trong đó luôn có hai điều người phụ nữ cần nắm vững. Một là phải học cách yêu bản thân, hai là phải học cách yêu người khác cho đúng nghĩa. Có thể bạn không phải là một nhà tâm lý học để thấu hiểu mọi tính cách và cảm giác của người khác, nhưng phẩm chất mà một người phụ nữ nên có luôn là sự bao dung. Bao dung với người khác và bao dung với chính mình, nhìn nhận khuyết điểm và sai lầm của người khác như cách mà bạn chấp nhận những sai lầm và khuyết điểm ở bản thân mình. Chỉ có như vậy bạn mới có thể nhìn cuộc sống một cách an nhiên, tự tại. Người phụ nữ hạnh phúc luôn luôn yêu bản thân họ, độc lập, tự chủ về vật chất lẫn tinh thần, bớt kỳ vọng vào những mối quan hệ nam nữ, tình bạn, sẵn sàng yêu, sẵn sàng sai lầm, sẵn sàng tha thứ cho chính mình và sẵn sàng yêu thêm lần nữa. Người phụ nữ xinh đẹp, giàu có chưa chắc đã là một người phụ nữ hạnh phúc, nhưng người phụ nữ lúc nào cũng mỉm cười, vui vẻ, tràn đầy năng lượng sống, suy nghĩ tích cực, lạc quan và tự chủ trong mọi vấn đề một cách bình thản và bao dung, người phụ nữ đó chắc chắn đang hạnh phúc.